Chia sẻ cuối cùng của Phi Nhung trước khi qua đời, xin lỗi khán giả, nói về lý do mắc Covid-19. Xót xa xem lại những sân khấu đáng nhớ của Phi Nhung, lan xả vì người hâm mộ, bật khóc khi nghe tin nghệ sĩ chí tài qua đời. Xót xa xem lại những sân khấu đáng nhớ của Phi Nhung, lan xả vì người hâm mộ, bật khóc khi nghe tin nghệ sĩ chí tài qua đời. Quý vị đang theo dõi bản tin trên kênh Tin Sét Đánh. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thông tin Phi Nhung qua đời vì Covid-19 đã khiến cho rất nhiều người vô cùng đau buồn, xót xa. Lúc này người hâm mộ đã tìm lại các bài đăng cuối cùng của nữ ca sĩ trước khi qua đời. Theo đó, vào tối ngày 22 tháng 8, Phi Nhung đã chia sẻ lại bài viết ghi lại hình ảnh đi làm từ thiện, cho biết mình có tiếp xúc với một vài F0. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng cáo lỗi vì không thể hát cho mọi người nghe ngay lúc ấy. Nhân đây, Phi Nhung xin cáo lỗi với khán giả Thúy Nga và khán giả hải ngoại lần này, kính mong mọi người thông cảm. Giờ đây, khi nhìn lại lời bài đăng cuối cùng của Phi Nhung, netizen đã không khỏi nghẹn ngào. Cụ thể, chia sẻ của Phi Nhung: nhân đây, Phi Nhung xin cáo lỗi với khán giả Thúy Nga và khán giả hải ngoại lần này, kính mong mọi người thông cảm. Vì thời điểm này, Nhung hiểu rõ hơn ai hết, sức khỏe là của chung chứ không còn là của riêng nữa. Nhung muốn được hát cho mọi người lắm, nhưng không dám đi đâu hết. Thôi thì cả nhà chúng ta quyết tâm tuân thủ 5K để mạnh khỏe, bình an, đẩy lùi mCoV đi nha. Phi Nhung chúc cả nhà nhiều sức khỏe và bình an, hẹn tái ngộ một ngày gần nhất. Phi Nhung qua đời sau gần một tháng chuyển viện điều trị Covid-19, hưởng dương 49 tuổi. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Sau hơn một tháng điều trị Covid-19, Phi Nhung đã chút hơi thở cuối cùng vào ngày 28 tháng 9. Sự ra đi của giọng ca Bông Điên Điển đã để lại nỗi buồn, sự tiếc thương với người ở lại. Trao đổi với phóng viên, ca sĩ Võ Hạ Trâm cho biết cô đã khóc khi biết tin đàn chị qua đời. Thời gian qua, tôi luôn theo dõi bệnh tình của chị Phi Nhung khi đang điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi luôn cầu nguyện và dõi theo từng diễn biến bệnh của chị. Khi chị có tiến triển khả quan, tôi hy vọng chị sẽ vượt qua Covid-19. Thế mà chị đã đột ngột rời bỏ thế gian này vào sáng nay. Tôi xin chia buồn cùng gia đình và người thân của chị, nữ ca sĩ bày tỏ. Dù chưa có dịp hợp tác với chị trong chặng đường làm nghệ thuật, nhưng tôi có dịp gặp gỡ, nói chuyện với chị nhiều lần. Với ai, chị cũng nhẹ nhàng, dịu dàng và tận tình hỏi thăm. Chị ra đi khi tuổi đời, tuổi nghề còn ở giai đoạn thăng hoa. Giờ chị hết đau đớn rồi, vĩnh biệt chị Phi Nhung, cô nói. Diễn viên Cát Tường chia sẻ, tôi không nói lên lời lúc này nữa, cuộc sống sao quá vô thường. Em xin tiễn biệt chị, mọi người hãy trân trọng những gì mình đang có, yêu thương nhau nhiều hơn. MC Quỳnh Hoa kể, khi mới lập nhóm tình nguyện viên nghệ sĩ, ca sĩ, Phi Nhung từng có ý định gia nhập. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc về sự nguy hiểm của các con ở nhà, Phi Nhung đành phải từ chối. Bây giờ Nhung đột ngột ra đi, tôi vô cùng đau lòng, an nghỉ nhé Nhung ơi, cô tâm sự. Trịnh Kim Chi chia sẻ, tối qua cô thức đến khuya để trao đổi với một người đồng nghiệp về bệnh tình của Phi Nhung. Cô luôn tin có một phép màu sẽ đến với nữ ca sĩ. Những ngày qua, đã có biết bao nhiêu lời cầu nguyện của đồng nghiệp và khán giả dành cho Nhung. Bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã cố gắng hết sức. Bản thân Nhung cũng đã rất kiên cường, chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Vậy mà Nhung không thể vượt qua số phận. Tôi vô cùng đau lòng và tiếc thương. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Nhung ra đi thanh thản. Tôi tin rằng những gì Nhung đã và đang làm cho cuộc đời này sẽ có người tiếp tục, nữ ca sĩ nói. Từ Mỹ, Đan Trường cho biết anh không thể tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời. Tôi cứ nghĩ chị Nhung gần như sẽ trở lại. Đau xót quá. Tôi đau đớn khi nghe tin. Trên trang Facebook cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy cũng cập nhật trạng thái buồn trên trang cá nhân. Nhật Kim Anh cũng đăng tải dòng chia sẻ buồn khi nhận tin Phi Nhung qua đời. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cũng viết trên trang cá nhân, thật không còn gì xót xa hơn khi phép màu đã không xảy ra. Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương và ekip xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và những khán giả yêu mến Phi Nhung. Chị mãi mãi sống trong tâm hồn của những người yêu nhạc Việt Nam. Khánh Phương cũng gửi lời tiễn biệt Phi Nhung. Tạm biệt chị Nhung, ở thế giới bên kia mong chị yên nghỉ và vẫn giữ mãi nụ cười trên môi như thế này nhé. Lòng nặng trĩu khi hay tin, ca sĩ Phi Nhung đã qua đời, mong chị an nghỉ. Ca sĩ Minh Vương chia sẻ trên trang cá nhân. Ca sĩ Quang Hà cũng chia sẻ niềm thương tiếc đến người chị. Âu biết rằng sống chết vô thường, nhưng em không bao giờ tin lại nhanh đến vậy. Thương chị, cầu xin Đức Phật cho Phi Nhung được siêu sinh tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Khả Như cũng đau buồn trước sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung. Cõi mịt mù, đưa hương khói xót, tiễn biệt người khóc đẫm trời mây. Ca sĩ Phi Nhung. Trên mạng xã hội, người hâm mộ đồng loạt vào chia buồn đến sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung.
đã không có phép màu nào đến sau thời gian nữ ca sĩ điều trị Covid-19. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Dù đã nhận nuôi hàng chục trẻ mồ côi, thế nhưng Phi Nhung vẫn còn một ước mơ dang dở mà hiếm ai biết được. Cả một đời cống hiến cho nghệ thuật, Phi Nhung không chỉ mang đến cho sân khấu Việt Nam những ca khúc để đời, sâu lắng lòng người, mà còn vun đắp, nuôi dưỡng cho nhiều trường hợp trẻ mồ côi trên khắp đất nước. Được biết, sau khi thành danh và lo chu toàn cho 5 người em ruột đầy đủ, Phi Nhung đã trở về Việt Nam xây chùa Pháp Lạc, cưu mang những đứa trẻ mồ côi. Bằng cái tâm của một người từng trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc đời, Phi Nhung nhận ra rằng cứ sống cho tốt đi, rồi cuộc đời sẽ cho mình quả ngọt. Ca sĩ Phi Nhung cũng cho biết nhìn nhận vấn đề người mẹ sinh con ra rồi bỏ mặc cho xã hội là vấn đề nghiêm trọng. Phi Nhung từng chia sẻ, cá nhân tôi cũng mong muốn các bà mẹ trẻ, dù có thể là sai lầm theo cách nào, khó khăn ở mức độ nào, nhưng cũng đừng bỏ rơi con mình, vì như thế là trái với đạo đức và lương tâm. Nỗi đau đớn, sự dằn vặt này chắc chắn sẽ theo hết cả cuộc đời người phụ nữ đó. Bởi thế nên suốt nhiều năm qua, Phi Nhung đã lao động không mệt mỏi, chạy sâu khắp các tỉnh thành trên cả nước, từ Việt Nam cho đến hải ngoại để kiếm tiền, nuôi dưỡng đàn con của mình. Trong một chia sẻ với báo chí cách đây chưa lâu, toàn bộ tiền lương đi hát và doanh thu có được từ 2 quán chay đều được Phi Nhung dùng lo cho các con nuôi của mình. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Trong thông cáo báo chí cuối cùng về Phi Nhung, ekip đã có những chia sẻ xúc động về sự ra đi của nữ ca sĩ. Đã đến lúc Phi Nhung có thể quảnh gắng lo đi, chị khép lại hành trình thiên sứ của mình để yên nghỉ. Cho đến tận lúc ra đi, chị vẫn nhận tình cảm nồng nhiệt của bạn bè, đồng nghiệp, khán giả. Không phải tự nhiên chị giành được nhiều tình cảm của khán giả đến vậy. Trước đây hay sau này, Phi Nhung mãi mãi là một vùng ký ức đẹp đẽ trong trái tim người yêu nhạc. Hơn hết, chị còn là người truyền cảm hứng cho nhiều người với hành trình thiện nguyện giúp người, giúp đời. Khi nghe tin chị bệnh, hàng ngày chiến đấu với Covid-19, nhiều người vừa thương vừa giận chị. Chị không qua khỏi trong cuộc chiến bệnh tật này vì chị chưa kịp tiêm vaccine, thứ vũ khí mà mọi người tin rằng ít nhất bảo vệ được chị không phải đối mặt với nguy kịch. Ngày đó, vào tháng 7 năm 2021, đáng lẽ chị đã lên máy bay về Mỹ để đoàn tụ với con gái. Giả sử chị kiên quyết về Mỹ, hẳn chị đã tiêm vaccine và chị cũng đã khỏe hơn. Hẳn nhiều người sẽ chọn phương án an toàn cho bản thân và nhất là thời điểm dịch bệnh hoành hành này. Nhưng Phi Nhung lại nghĩ khác. Chị quyết ở lại vì Sài Gòn đang tổn thương như thế này. Nhiều con người còn khổ vì dịch, mình ở lại, có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy. Và thế là chị quyết định bỏ vé, ở lại với hành trình thiện nguyện của mình. Chị đóng góp cho quỹ vaccine, chị gửi gạo cho người nghèo, chị tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương, giúp mang đến những bữa ăn cho người vô gia cư. Trên trang cá nhân, Phi Nhung đăng tải nhiều hình ảnh hỗ trợ người dân trong mùa dịch thông qua những hành động thiết thực. Phi Nhung vẫn luôn khẳng định, hạnh phúc nhất là được làm từ thiện cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi. Nên ai nói gì tôi cũng không quan tâm. Hiện tại bây giờ, càng làm từ thiện càng bị oan ức, nhưng tôi lại thích. Sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ. Nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền, tôi vẫn làm tiếp tục. Mọi người ơi, dù không có tiền thì làm từ thiện bằng sức lao động, nấu ăn với anh em nghệ sĩ cũng thấy hạnh phúc. Đây là sở thích của tôi từ nhỏ đến giờ, thích làm những gì mà mình thích. Chị cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình bằng việc xét nghiệm Covid-19 hàng tuần. Nhưng rồi chị nhiễm bệnh mà không biết nguồn lây. Người thân của chị trách, ngày đó đi Mỹ rồi chích ngừa, đã không có cảnh này. Chị chỉ cười, không sao đâu, em sẽ mạnh mẽ vượt qua. Và mọi người luôn tin chị, cho đến tận lúc chị ra đi, khán giả, bạn bè, đồng nghiệp vẫn tin tưởng chị. Nhưng có lẽ lần này chị đã nói dối. Một lần nói dối khiến hàng triệu trái tim tan vỡ vì tiếc thương. Trong cuộc sống mỗi ngày, ai cũng từng có những chuyện hối tiếc, Phi Nhung cũng vậy. Nhưng có một điều, chị mãi mãi kiên định với lựa chọn của mình là làm thiện nguyện. Phi Nhung chân thành chia sẻ, tôi làm từ thiện bằng tiền đi hát, nuôi con cũng từ tiền đi hát. Tôi không có quỹ từ thiện như những người khác, nên tôi làm việc thiện là do tiền của tôi thôi à. Tôi có cái tên hôm nay và cuộc sống hôm nay, nuôi các trẻ em cơ nhỡ đến ngày hôm nay cũng là do khán giả cho tôi cái tên Phi Nhung. Thì tôi đi hát được mới có tiền nuôi các con. Tôi rất hãnh diện khi được khán giả yêu thương cho đến tận bây giờ. Tôi là con nhà Phật và cũng là người mẹ của các chú tiểu. Cuộc đời tôi sợ nhất là luật trời sai trái với lương tâm, còn tất cả chuyện gì tôi không quan tâm. Và thế là hành trình từ thiện của Phi Nhung tại Việt Nam kéo dài hơn 20 năm qua với 23 người con nuôi mồ côi tổng cộng. Bất kể lúc nào người dân gặp khó khăn vì thiên tai, lũ lụt, hạn hán, Phi Nhung đều có mặt.
ở đâu cần giúp, ở đó có Phi Nhung. Từ vùng cao, vùng sâu, vùng xa, đến đồng bằng khắp đất nước Việt Nam, chị đều có mặt. 20 năm, một hành trình dài đủ để viết tên Phi Nhung lên hành trình thiện nguyện. Ngôi sao Phi Nhung về trời và vẫn luôn tỏa sáng trên bầu trời và trong lòng người hâm mộ. Ca sĩ Phi Nhung chút hơi thở cuối cùng vào trưa nay tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau thời gian chống chọi với COVID-19 và được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi. Cô đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ 57 phút trưa nay. Bệnh viện Chợ Rẫy đã xác nhận thông tin này. Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng COVID-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi, kèm theo cơn bão cytokine, suy đa cơ quan. Bệnh nhân được chạy ECMO, tim phổi nhân tạo, lọc máu liên tục. Tất cả các loại thuốc cao cấp nhất đã được bệnh viện sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả các y bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng đã không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này, nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ. Phi Nhung nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115 từ ngày 15 tháng 8, nhưng tình trạng chuyển nặng được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 26 tháng 8 và tới nay là tròn 1 tháng 20 ngày cô điều trị tại đây. Suốt hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, Phi Nhung ít vướng phải ồn ào đời tư. Những năm gần đây, Phi Nhung nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi cơ nhỡ. Cô từng tâm sự muốn ở một mình để lo cho các con vì không muốn bất hạnh riêng của mình lặp lại với những đứa trẻ khó khăn này. Thông tin từ phía ekip của Phi Nhung, từ tháng 7 năm 2021, cô dự tính về Mỹ đoàn tụ với con gái. Nhưng cuối cùng, ca sĩ chọn ở lại thành phố Hồ Chí Minh. Vì thành phố đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch. Mình ở lại có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy. Phi Nhung quyết định ở lại và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình, như đóng góp cho quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo tới người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương cho người vô gia cư từ giữa tháng 6 đến ngày 5 tháng 8. Ca sĩ cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình, xét nghiệm COVID-19 hàng tuần, nhưng không may chị đã bị nhiễm bệnh mà không rõ nguồn lây. Xót xa xem lại những sân khấu đáng nhớ của Phi Nhung, lan xả vì người hâm mộ, bật khóc khi nghe tin nghệ sĩ chí tài qua đời. Thông tin Phi Nhung qua đời đang khiến cho người hâm mộ vô cùng bàng hoàng. Ít phút mới đây, người hâm mộ đã không khỏi bàng hoàng với thông tin Phi Nhung qua đời bởi COVID-19. Đây quả thực là tin đau lòng nhất trong suốt những tháng qua khi nữ ca sĩ đã liên tục đấu tranh để chiến thắng bệnh dịch. Những người hâm mộ yêu mến Phi Nhung đã bồi hồi tìm lại những sân khấu đáng nhớ và gây ấn tượng mạnh với khán giả. Không chỉ có giọng hát mê đắm lòng người mà còn có những lần xử lý tình huống vô cùng bất ngờ, chuyên nghiệp. Có thể nói trong suốt sự nghiệp của mình, Phi Nhung vẫn luôn là đàn chị, một nghệ sĩ lớn trong nghề để thế hệ ca sĩ trẻ sau này phải luôn kính trọng. Những sân khấu ngọt ngào với bạn diễn ăn ý Mạnh Quỳnh. Phi Nhung Mạnh Quỳnh từ lâu đã là cặp đôi được nhiều khán giả yêu mến khi kết hợp ăn ý với nhau trên sân khấu và thể hiện ca khúc trữ tình Bolero. Nếu như Phi Nhung được mệnh danh là nữ hoàng băng đĩa thì ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng được người hâm mộ ưu ái dành tặng cái tên Hoàng tử nhạc xến. Chính vì sự hợp sơ với nhau nên Phi Nhung Mạnh Quỳnh còn khiến khán giả nghi vấn về việc cả hai phim giả tình thật. Thế nhưng nói về điều này, Phi Nhung từng hài hước khẳng định quan hệ của cả hai người là người yêu không bao giờ yêu, người chồng không bao giờ cưới. Phi Nhung từng bật khóc trên sân khấu khi nghe tin nghệ sĩ chí tài qua đời. Vào những ngày đầu tháng 12 năm 2020, có lẽ là khoảng thời gian nhuốm màu đau buồn với nhiều nghệ sĩ và khán giả khi nghệ sĩ chí tài đột ngột qua đời. Là một trong những người em thân thiết với cố nghệ sĩ, khi nghe tin dữ này, Phi Nhung cũng không giấu được sự xúc động. Theo đó, khi đang biểu diễn trên sân khấu, Phi Nhung đã nghẹn ngào, bật khóc thông báo với khán giả. Anh Chí Tài vừa mất lúc 2 giờ trưa nay, Phi Nhung xin báo cho bà con biết để chia buồn cùng nghệ sĩ chúng em. Chi tiết thì chắc ngày mai quý vị lên báo sẽ biết. Và bài mà Phi Nhung hát đây là để Phi Nhung nhớ đến anh khi anh đứng phía sau bè và chỉ cho Phi Nhung hát. Tưởng nhớ tới anh, một người anh rất tốt. Khoảnh khắc này cho đến nay khi xem lại càng khiến cho người hâm mộ của ca sĩ Phi Nhung thêm phần xót xa. Phi Nhung sẵn sàng lăn xả, nằm sấp trên sân khấu, vừa hát vừa chụp hình với fan. Nhắc đến những nghệ sĩ hết lòng vì fan và không hề ngần ngại phá bỏ khoảng cách thì không thể không nhắc đến Phi Nhung. Từng không ít lần, nữ danh ca sẵn sàng nằm sấp trên sân khấu để có thể gần hơn và dễ dàng chụp ảnh với khán giả. Đó có thể nói tới như sân khấu nhân dịp Tết 2021, khi đang say sưa thể hiện giọng hát, một khán giả trung niên đã đến gần khu vực sân khấu để mong muốn chụp ảnh cùng Phi Nhung. Vì sân khấu quá cao nên không một giây suy nghĩ, ca sĩ đã lập tức vừa hát vừa nằm sấp ngay trên sân khấu để chiều lòng người hâm mộ. Trước đó, cộng đồng mạng cũng thích thú với đoạn clip cô nằm xuống sân khấu để khán giả thoải mái chụp hình với cự ly gần nhất.
Cụ thể, trong một chương trình âm nhạc có sự xuất hiện của Phi Nhung, nữ ca sĩ đã thể hiện ca khúc Bolero Áo Mới Cà Mau. Vì sự kiện có sự xuất hiện của rất đông khán giả và ai cũng muốn tiến tới sân khấu để nhìn nữ ca sĩ ở cự ly gần nhất. Thấy rõ điều này, Phi Nhung đã quyết định nằm sấp hẳn xuống sân khấu để khán giả bên dưới vừa được nhìn thấy cô trong cự ly gần nhất và cũng để quay clip được rõ hơn. Hành động vô cùng đẹp để xử lý sự cố bị khán giả ăn vạ khi đang biểu diễn. Phi Nhung không chỉ có giọng hát làm mê đắm lòng người mà với kinh nghiệm dày dạn của mình, cô còn có những lần xử lý sự cố vô cùng chuyên nghiệp. Cụ thể, trong một sự kiện tại huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ, khi Phi Nhung đang biểu diễn thì đã bất ngờ bị gián đoạn vì một khán giả chạy lên sân khấu và ăn vạ, khẳng định mình bị mất vàng. Giá trị được công bố ở đây là một cây vàng trị giá khoảng hơn 30 triệu đồng. Vị khán giả này còn bắt đền ban tổ chức, khiến tất cả khán giả tại đây vô cùng ngỡ ngàng. Bỗng gặp phải tình huống khó xử, Phi Nhung đã khuyên nhủ vị khán giả trở về hàng ghế bên dưới và bình tĩnh để cô cũng như ban tổ chức tìm cách giải quyết sự việc. Phi Nhung cũng chia sẻ, quý vị cũng đã biết là Phi Nhung nuôi rất nhiều trẻ mồ côi và Nhung làm ra bao nhiêu tiền, Phi Nhung không nghĩ cho bản thân mà nghĩ cho những đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, nuôi các cháu ăn học khôn lớn. Tối hôm nay, có anh chị rất nghèo mà bị xui. Với em, vàng không là gì hết, nhưng đối với những người nghèo, nó cũng là điều to lớn. Sau cùng, Phi Nhung đã bất ngờ hơn cả khi trích số tiền cát xê 10 triệu đồng để trao cho khán giả không may bị mất tài sản trong chương trình. Hành động đẹp này của Phi Nhung thời điểm đó đã được khán giả phản ứng vô cùng tích cực. Ai nấy đều nức nở vì tấm lòng đẹp và lương thiện của nữ danh ca. Thông tin Phi Nhung qua đời đang khiến cho những người hâm mộ nữ ca sĩ vô cùng bàng hoàng và không dám tin vào sự thật. Xót xa đời buồn chưa một lần mặc váy cưới của cố ca sĩ Phi Nhung. Là một giọng ca hồng nhan bạc phận, trước khi mắc Covid-19 và qua đời, Phi Nhung đã có không ít nỗi buồn, trong đó có tình duyên lận đận. Sự ra đi của Phi Nhung đã khiến gia đình, đồng nghiệp và những người hâm mộ vô cùng đau xót, bàng hoàng. Trước khi rời cõi tạm, Phi Nhung đã có không ít nỗi buồn, trong đó có chuyện tình duyên lận đận. Năm 1992, Phi Nhung sinh con gái Wendy, nhưng giấu chuyện này suốt nhiều năm. Nữ ca sĩ chia tay bố của con gái vì tình cũ không thích cô đi hát, còn Phi Nhung lại rất đam mê nghệ thuật. Ngoài bố của con gái ruột, Phi Nhung còn có một mối tình khác. Tuy nhiên, tất cả các mối tình của cô đều không đi đến cái kết tốt đẹp. Người tôi yêu thì chẳng được, còn người tôi không yêu thì họ cứ bám giết theo đuổi. Những lúc như vậy, tôi lại vùi đầu vào sự nghiệp ca hát để quên đi những mối tình sầu. Khi ngẩng lên nhìn lại, hóa ra mình sắp qua ngưỡng tứ thập, Phi Nhung từng cho biết lúc sinh thời. Chị từng kể, đã có vài người đàn ông mê giọng hát của cô nên yêu đến mức si tình, nhưng đa phần là người đã có gia đình, vì vậy cô luôn từ chối những người này. Từng có một đại gia tại Hà Nội nhiệt tình theo đuổi Phi Nhung, khi biết cô đi hát ở đây là lại lần mò đi theo. Khi thấy những người đàn ông khác lên sân khấu tặng hoa cho Phi Nhung, lập tức người đàn ông đó ra sức ngăn cản, làm khó. Trong một chương trình tháng 3 năm 2021, Phi Nhung chia sẻ, đã 12 năm qua cô không hẹn hò với một người đàn ông nào. Nữ ca sĩ tâm sự là do rất hiếm khi đi chơi nên hiện tại không có ai theo đuổi. Phi Nhung vẫn giữ quan điểm sẽ không kết hôn. Thật sự đến già tôi vẫn không kết hôn. Nếu lấy chồng thì tôi đã lấy sớm, chứ giờ lấy làm gì nữa đâu. Phi Nhung từng tâm sự trên báo chí vào tháng 3 năm 2021. Phi Nhung không lấy chồng cũng vì muốn dành hết tình cảm cho Wendy và hơn 20 người con nuôi. Nữ ca sĩ không muốn các con lại bị một người mẹ bỏ lần thứ hai nữa. Dù không có được hạnh phúc riêng, nhưng Phi Nhung có niềm vui lớn lao là được làm mẹ. Phi Nhung từng chia sẻ lý do cô không muốn lấy chồng nên cô cũng chưa có cơ hội mặc áo cưới. Khi làm giám khảo trong chương trình Gia đình nghệ thuật vào năm 2018, MC của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc đã đề nghị Phi Nhung làm phù dâu cho một cặp thí sinh. Phi Nhung cho biết cô chưa được mặc áo dài cưới lần nào trong đời nên rất muốn thử. Quả thật, Phi Nhung chưa bao giờ được diện áo cưới ở ngoài đời. Lần duy nhất cô được mặc thì lại là đang diễn tình huống trong show truyền hình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Thời điểm đó Phi Nhung đóng vai cô dâu, chú rể là Đức Phúc. Dù chênh lệch nhau đến 24 tuổi, nhưng cả hai cùng các nghệ sĩ khác vẫn hoàn thành tình huống mà các chương trình đưa ra một cách khá ngọt. Trước đó Phi Nhung từng chia sẻ lý do không muốn lấy chồng là vì các con. Cha mẹ đã bỏ rơi các con rồi mà giờ chẳng lẽ Phi Nhung lại bỏ thêm một lần nữa. Các con sinh ra đến giờ chỉ biết có mỗi Phi Nhung, thế mà mẹ lại đi lấy chồng thì các con còn niềm tin nào dành cho mẹ nữa. Thế nên Phi Nhung muốn ở vậy để cho tới khi các con lớn lên thành tài. Để lúc đó nó sẽ tự tin nói với các bạn của mình rằng tao có một người mẹ là Phi Nhung, mẹ tao là người thế này, thế kia,
bằng một niềm tự hào và hãnh diện. Cũng vì vậy nên Nhung chăm sóc cho các con và không muốn lấy chồng nữa. Phi Nhung tiết lộ cô có đến 23 người con, bao gồm cả những em bé đang đi hát lẫn chú tiểu ở chùa. Nhận nuôi nhiều em nhỏ, Phi Nhung cho biết mọi thứ đều do duyên, do ông trời sắp đặt. Nói về lý do quyết định nhận nuôi nhiều con, Phi Nhung cho biết cô đã từng chịu nhiều thiệt thòi khi trải qua tuổi thơ vất vả và cay đắng. Chính vì những thiệt thòi thời thơ ấu khiến Phi Nhung muốn bù đắp cho các con của mình. Phi Nhung từng tâm sự khiến cho người xem rơi nước mắt. Hồi xưa Nhung có muốn đi học cũng không được đi vì nhà nghèo, mẹ Nhung mất. Nhung muốn kêu một tiếng mẹ mà đâu có mẹ để kêu. Nhung đi học, bạn bè có chuyện gì thì về nói ba mách mẹ. Còn mình thì có bị ức hiếp cũng không biết nói với ai, chỉ có bà ngoại thôi. Thế nhưng mỗi lần mách bà thì bà lại bảo tại con phá con lì trong lớp nên bạn bè mới đánh con thôi. Còn mỗi lần như thế bà ngoại đâu có lên trường bênh vực cho mình. Còn mấy bạn kia luôn có sự xuất hiện của ba mẹ. Nhắc đến hoàn cảnh của các con, Phi Nhung cho biết những đứa trẻ này hầu hết đều bị cha mẹ bỏ rơi khi mới sinh ra vài ngày tuổi. Cũng chính vì nghĩ cho các con, Phi Nhung đã bao lần chia tay những tình cảm riêng tư. Sự hy sinh cao cả đối với các con nuôi của Phi Nhung đã khiến MC của chương trình lúc đó là Trấn Thành rơi nước mắt vì xúc động. Nam MC khuyên rằng các con đã lớn, Phi Nhung nên nghĩ cho hạnh phúc riêng của mình nhiều hơn và các con của cô cũng cần người gọi bằng cha. Tuy nhiên nữ ca sĩ khẳng định sẽ không có người đàn ông nào hy sinh và cao thượng đến thế, nên nhất mực giữ quan điểm không lấy chồng. Thế là nữ ca sĩ Phi Nhung đã mãi mãi ra đi ở tuổi 49, khi chưa một lần cô được khoác lên mình tấm áo cưới. Bên cạnh việc ca hát, Phi Nhung đã dành cả cuộc đời lúc sinh thời để làm việc thiện nguyện, giúp đỡ người dân ở những vùng khó khăn. Vì lớn lên trong cảnh mồ côi, nên nữ ca sĩ đã nhận nuôi đến 23 người con để bù đắp lại những thiếu thốn tình cảm của con trẻ. Tuổi thơ bất hạnh của nữ ca sĩ Phi Nhung. Phi Nhung sinh năm 1972 ở Pleiku, Gia Lai, lớn lên với một tuổi thơ cơ cực. Khi cô lên một tuổi, mẹ kết hôn và gửi lại cô cho nhà ngoại nuôi. Đến năm 9 tuổi, Phi Nhung được mẹ đón về sống chung. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau, bà mất do tai nạn giao thông. Bố dượng cũng đi tìm hạnh phúc mới, buộc Phi Nhung phải về lại Gia Lai, nghỉ học làm thợ may để nuôi các em cùng mẹ khác cha. Vì thiếu tình thương cha mẹ nên Phi Nhung đã nhận nhiều con nuôi. Tính đến nay là 23 người con để bù đắp lại tình cảm cho những đứa trẻ đáng thương. Trong số 23 người con nuôi, một số sống ở cùng với nhà cô, số còn lại sống ở chùa Phước Lạc, Bình Phước. Sự nghiệp đậm dấu ấn của nữ ca sĩ Phi Nhung. Năm 1898, Phi Nhung sang Mỹ theo diện con lai do một người mợ bảo lãnh. Tại đây, Phi Nhung tình cờ gặp Chi Di Phương Trinh, khi ấy là một ca sĩ có tiếng ở hải ngoại. Vợ cũ Bằng Kiều đã chủ động đề nghị giúp đỡ Phi Nhung sau khi nhận ra tiềm năng trong giọng hát của nữ ca sĩ. Nhờ sự giúp đỡ của Chi Di Phương Trinh, Phi Nhung nhanh chóng nổi tiếng. Năm 1998, Phi Nhung là nữ ca sĩ ra nhiều album nhất và doanh số bán chạy thuộc hàng kỷ lục nên người trong giới và khán giả đặt cho nghệ danh Nữ Hoàng Băng Đĩa. Từ năm 2002, Phi Nhung chính thức được phép trở về biểu diễn tại Việt Nam, trở thành ca sĩ độc quyền của Trung tâm Băng Nhạc Rạng Đông vào năm 2005. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn tham gia nhiều lĩnh vực khác như diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ kịch nói, nghệ sĩ hài, MC. U 50 tuổi vẫn sống độc thân. Không chỉ có quá khứ bất hạnh, tình duyên của Phi Nhung cũng vô cùng lận đận. Người trong giới tiết lộ, Phi Nhung có rất nhiều người theo đuổi, thậm chí có cả đại gia. Nữ ca sĩ không thường chia sẻ chuyện tình cảm, nhưng cô thừa nhận từng yêu và sống như hai vợ chồng với hai người đàn ông. Ngoài 23 người con nuôi, Phi Nhung còn có một người con gái ruột tên là Wendy Phạm. Cô được sinh tại Mỹ vào năm 1992. Cha của con gái cô, Wendy Phạm, là một trong những người đàn ông đó. Tuy nhiên, mọi thông tin về mối tình này, kể cả con gái Wendy, cũng được Phi Nhung giữ kín hoàn toàn. Phải đến năm 2017, khi Wendy tốt nghiệp cử nhân, cô mới công khai danh tính con gái. Cho đến khi trưởng thành, Phi Nhung vẫn không quan tâm đến chuyện kết hôn, tìm kiếm người bạn đời phù hợp để chia sẻ trong cuộc sống. Những tai tiếng bủa vây. Năm 2021 có lẽ là một năm sóng gió của Phi Nhung khi cô vướng phải loạt ồn ào. Từ việc bị tố chưa giải trình số tiền từ thiện kêu gọi năm 2020, lợi dụng con nuôi Hồ Văn Cường để trục lợi. Mặc dù nữ ca sĩ xấu số đã lên tiếng phủ nhận và giải quyết xong xuôi, song loạt ồn ào này vẫn khiến khán giả phần nào mất niềm tin từ nữ ca sĩ. Bởi từ trước đến nay, Phi Nhung luôn được yêu mến bởi lối sống đẹp, chăm làm từ thiện, nuôi nhiều trẻ mồ côi.
Hiện tại, thông tin Phi Nhung đã qua đời vì mắc COVID-19 đã khiến khán giả, những người hâm mộ, người thân yêu và giới nghệ sĩ vô cùng đau buồn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về đám tang của ca sĩ Phi Nhung trong những bản tin kế tiếp. Phi Nhung sinh ngày 10 tháng 4 năm 1972 tại Pleiku. Cô vừa là một ca sĩ, vừa có khả năng diễn xuất. Cô trưởng thành khi song ca với nhiều ca sĩ khác nhau. Ca sĩ Phi Nhung mang trong mình hai dòng máu Mỹ Việt khi cha cô là người Mỹ và mẹ là người Việt Nam. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Phi Nhung chỉ được theo học đến hết lớp 6, sau đó chuyển sang nghề may mặc để kiếm sống. Trong khi mẹ cô lấy chồng và có thêm 5 người con cùng mẹ khác cha với cô. Trước đó Phi Nhung không bao giờ được mẹ cô nhắc đến. Cha cô là một quân nhân Hoa Kỳ đồn trú tại Pleiku trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam. Từ nhỏ Phi Nhung đã thích nghe những bài cải lương và dân ca, điều này đã thể hiện trong những nhạc phẩm của cô hát sau này. Lớn lên trong một hoàn cảnh không lấy gì làm tốt đẹp, Phi Nhung chỉ có một nguồn vui duy nhất là được nghe những bài cải lương dân ca mộc mạc, để rồi từ đó cô thấm nhuần được nét bình dị, dân dã của quê hương. Để sau này cô chuyên hát những nhạc phẩm nói lên những sắc thái đặc biệt nhất của đất nước hoặc những mối tình bộc lộ nét giản dị, hiền hòa. Ngay từ tuổi ấu thơ, Phi Nhung đã có ước mơ trở thành ca sĩ. Năm 1982, mẹ Phi Nhung qua đời khi cô mới được 11 tuổi. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Phi Nhung phải về ở với ông bà ngoại. Cô phải kiếm tiền và chăm sóc 5 đứa em cùng mẹ khác cha và mấy đứa cháu trong hoàn cảnh chật vật và túng thiếu. Nhiều người bắt đầu yêu mến Phi Nhung khi nghe cô thể hiện nhạc phẩm song ca Sông Quê Một cùng với nam ca sĩ nổi tiếng Thái Châu tại Hollywood Night 15. Và sau đó cô đã có một CD đầu tay góp giọng chung với hai ca sĩ lớn là Tuấn Vũ và Mỹ Huyền. Trong một bài phỏng vấn gần đây, Phi Nhung đã tâm sự rằng để có được tên tuổi lớn như ngày hôm nay, cô đã phải đánh đổi nhiều mồ hôi nước mắt để theo đuổi với nghề, cũng như phải tự bán CD, miệt mài học thanh nhạc và không ngại kiên trì xin vào nhiều trung tâm âm nhạc, mặc dù không ít lần bị từ chối. Năm 1998, Phi Nhung là nữ ca sĩ ra nhiều album nhất. Vì thế nên Phi Nhung được người trong giới và khán giả đặt cho nghệ danh Nữ Hoàng Băng Đĩa. Từ năm 2005, Phi Nhung chính thức được phép trở về biểu diễn tại Việt Nam và trở thành ca sĩ độc quyền của trung tâm băng nhạc Rạng Đông. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn tham gia nhiều lĩnh vực khác như diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ kịch nói, nghệ sĩ hài, MC. Từ đó đến nay, cô luôn lao động cực nhọc để không phụ lòng sự yêu thương của người hâm mộ với hàng loạt những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô. Phi Nhung thu âm và cho ra mắt đến nay hàng trăm album và hàng ngàn ca khúc với rất nhiều thể loại khác nhau, nhưng có một điểm chung duy nhất là những ca khúc mà Phi Nhung thể hiện đều gắn liền với hình ảnh con người đất nước Việt Nam, vừa truyền thống nhưng cũng pha lẫn chút tươi mới, hiện đại. Phi Nhung luôn làm mới mình, luôn tiếp nhận mọi góp ý về chuyên môn để cống hiến, cũng như thử sức mình ở lĩnh vực mới để không phụ lòng mong mỏi của khán giả ái mộ. Những ca khúc cô thể hiện với những chủ đề gợi ca quê hương đất nước, cảm thông sâu sắc cho phận người phụ nữ hay trong tình yêu muôn màu muôn vị, cũng như tiếng hát giản dị của Phi Nhung phục vụ phần lớn tầng lớp lao động nghèo. Phi Nhung là nữ ca sĩ nhạc vàng, được mến mộ và là nữ nghệ sĩ thuộc hàng hot của showbiz Việt. Vô cùng thương tiếc ca sĩ Phi Nhung qua đời ở tuổi 51. Lúc 11 giờ 57 phút trưa ngày 28 tháng 9, sau thời gian chữa trị COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, mong hương hồn chị an nghỉ nơi chín suối. Rất nhiều tin tức đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin Tức Việt. Quý vị đừng rời kênh vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay sau đây.